Để hôm nay tôi chỉ cho mấy bạn cách làm mứt artichoke đỏ để ăn với bánh mì sandwich nha. Chua chua, ngọt ngọt, ngon miệng, cho mấy bé ở nhà ăn là số 1 luôn á. Quả artichoke đỏ rất là tốt cho sức khỏe nữa. Sau khi mà lấy hạt xong thì mình rửa sạch qua nhiều nước nha. Mấy bạn có thấy trái non trong bọng nước chưa, thèm chưa nè. Tiếp đến ta trụng sơ qua nước sôi nha. Nhớ là để vô rồi vớt ra liền nha mấy bạn, như tôi làm vậy nè. Công đoạn tiếp theo là xay nhuyễn. Mấy bạn bỏ vô máy xay sinh tố xay nhuyễn ra, cho thêm miếng nước vô nha. Giờ thì bắt đầu xay thôi. Xay xong rồi thì bắt chảo lên sên mứt thôi nè. Nhớ là thêm đường và bạch nha vào nha. Rồi dặn lửa vừa vừa thôi, để không thôi là khét đó. Còn điều lưu ý nữa là nhớ hớt bọt nha mấy bạn. Hớt bọt nhiều, mứt mình sẽ trong và sẽ để được lâu hơn nữa đó. Đó, bây giờ mứt gần khô lại rồi nè. Thời gian sên là tầm 15 phút á, nhanh lắm. Giờ thu được một hũ thành phẩm rồi nè. Để tôi đem bánh mì sandwich ra chét mứt lên nè. Một muỗng mứt, rồi gấp đôi lại. Đó, thấy ngon chưa quý vị? Giờ ăn thôi, ngon lắm á, chua chua, ngọt ngọt, thơm thơm, hi.